Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay là nói về số đối của hỗn số. Thì cái nhất các bạn phải nhớ lại hỗn số giúp lợn. Ví dụ nè, 3 1 phần 2. Thì 3 ở đây người ta gọi là phần nguyên. Phần nguyên 1 phần 2 người ta gọi là phần phân số. Phần số thì 3 1 phần 2 chính là các viết của 3 cộng 1 phần 2. Được chưa? Ok chưa? Vậy các bạn có thể chuyển cái hỗn số về phân số, trước khi chuyển qua số đối cũng được. Thì ta lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử, 3 nhân 2 cộng 1 bằng 7, viết lại mẫu. Được chưa? Các bạn hình dung hỗn số chưa? Sau đó mình nói về hai số đối. Hai số đối là sao ạ? Hai số đối là tổng của nó bằng không. Ví dụ như 1 cộng trừ 1 bằng không. Vậy 1 là số đối của trừ 1 và trừ 1 là số đối của 1. Ok chưa ạ? Vậy số đối của 3 1 phần 2 là, khi các bạn muốn tìm số đối các bạn chỉ cần thêm dấu trừ, và nhớ cái này phải ra tính ra. Một là các bạn chuyển qua phân số, hai là các bạn để im. Các bạn chỉ cần thêm dấu trừ, 3 1 phần 2. Và nhớ nha, cái dấu trừ này là của cả cái đống này. Các bạn phải hiểu là dấu trừ này nè sẽ bằng nè, trừ mở ngoặc 3 cộng 1 phần 2 đó các bạn. Được chưa? Vậy muốn tìm số đối của hỗn số thì ta chỉ cần thêm dấu trừ. Ví dụ tìm số đối của trừ 3 2 phần 5 là, thì các bạn chỉ cần thêm dấu trừ, trừ rồi 3 2 phần 5. Hai dấu trừ thành dấu cộng, vậy là 3 2 phần 5. Ok chưa ạ? Và các bạn chỉ cần viết thằng này vào thôi. Thằng này các bạn tính nhẩm trong đọc. Rồi, mình cho bài tập. Các bạn hãy tìm số đối của các số sau đây. 2 3 phần 7 trừ 1 2 phần 5 2 phần 3 cộng 1 2 phần 5. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợn để lợn khắc phục những đoạn clip.